Nhà đẹp 5 sao xin kính chào quý cô chú anh chị mình nha. Với một căn nhà diện tích ngang 5,5 m, dài 22 nhà hướng Bắc, căn nhà của chúng ta sẽ có 3 lầu với mức giá siêu rẻ 2 tỷ nhận nhà, đất full thổ cư. Căn nhà này giá tổng của nó là 5,5 tỷ, còn thương lượng sổ hồng riêng của chú anh chị. Vị trí ở đây là 5 sao 2 ha, trên đường Đinh Đức Thiện, cách chợ Bình Chánh chỉ có 2 km thôi, di chuyển lên thành phố rất là gần. Được cái khu này là dân cư thì rất là đông, nhà ta cao cao mọc lên rất là nhiều. Khu này thì có bệnh viện, có công viên, có nhà hàng tiệc cưới nè, có shop house, có thẻ ATM, nói chung là tiện ích đầy đủ ha. Đường trước nhà rộng 10 m, vỉa hè 5 m. Nhà mình có sân đậu xe ô tô 4 chỗ của chú anh chị mình nha. Và căn nhà chúng ta là hai mặt tiền luôn ạ. Bây giờ mời cả nhà mình vào bên trong để mình xem về nội thất bên trong, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Với mặt diện rất là sang, đá bốn kính vân trắng màu đen, với cửa cuốn và cửa nhôm si pha ha. Được tặng nội thất full luôn, phía sau có sân vườn nữa rất là sang trọng, với đường chỉ màu nâu trắng rất là đẹp của chú anh chị mình xem nha. Đây, nhà mình có vỉa hè 5 m rất là rộng rãi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cùng em tiến sâu vào bên trong để mình xem kết cấu căn nhà, quá đẹp luôn. Wow, nội thất rất là dễ thương, với một bộ ghế sofa bằng da sang trọng và đẳng cấp luôn nè. Bên đây có 4 bức tranh cũng rất là đẹp, và mỗi cây cột đều có một cái đèn, quá đẹp đó cô chú anh chị. Trên trần thì trần thạch cao chỉ phào, có một cái đèn chùm rất là sang. Và bên đây có một cái tủ tivi, những cái kệ rất là đẹp luôn nè. Đấy, điểm nhấn của căn nhà của chúng ta là thiết kế nội thất sang như thế này. Và quý khách cô chú anh chị ơi, mình về đây mình sở hữu một căn nhà đẹp 5 sao với giá rẻ 5,5 tỷ thôi, mà mức giá vẫn còn thương lượng nha. Sổ hồng riêng thương lượng mạnh mẽ luôn, rẻ hơn quận 7 rất là nhiều. Khách hàng thường hay nói là bên nhà đẹp Tâm Nguyệt có rất nhiều mẫu nhà đẹp quá trời luôn, nên thích xem và ưng mẫu nào thì quý cô chú anh chị cứ thoải mái gọi điện cho em để em tư vấn cho mình rõ hơn về mẫu nhà nè, quy trình kết cấu sổ sách nè ha, để giúp cho quý cô chú anh chị mình sẽ có một căn nhà ưng ý, giá rẻ phù hợp tài chính của mình luôn ạ. Tặng một bộ ghế bằng đá mông bồ, 6 ghế rất là sang, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ nè, chỗ để cái tủ lạnh nè. Trên trần có thêm một cái đèn nè, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Ở đây rất là rộng rãi, một không gian quá chi là tuyệt vời luôn. Và căn nhà của chúng ta sẽ có những cái tủ bếp rất đẹp nè ha. Và rồi có vòi rửa chén, bồn inox mà ha, đầy đủ công năng cho mình sử dụng luôn. Đây là không gian rộng rãi, thích ơi là thích. Em thì em lại mê những căn nhà đẹp trong 5 sao vì nó vừa rộng nè, nó vừa sang, gọi là đẳng cấp 5 sao, đúng như cái tên hiệu của nó luôn cô chú và anh chị ơi. Nhà đẹp 5 sao giá rẻ bất ngờ, nhà vệ sinh thôi mà cũng rất là dễ sinh mà chiêu luôn à. Có máy nước nóng nè ha, bồn cầu liền khói, bồn rửa tay bằng sứ cao cấp luôn, quá tiện lợi. Tủ cửa bằng nhôm sofa cao cấp luôn ạ. Phía sau lại là một view sân vườn đầy dễ thương và hấp dẫn. Đấy, cô chú anh chị xem nè, về mình có thể mua những cái bàn trang trí, chúng ta có thể chiều chiều ở đây ngắm cảnh nè. Đây là mình có thể trồng những cây kiểng ha, trồng thêm, hoặc có hai mặt tiền ở phía sau. Đây là trồng những bồn hoa rất là dễ thương. Nhà thì có khoảng sân rộng rãi đẹp như thế này. Đấy, cô chú anh chị thích không gian của 5 sao như thế này chưa ạ? Ở đây là mặt dựng phía sau nè, đấy rất là đẹp luôn nè. Rồi, xin mời cả nhà cùng em mình lên trên lầu nha. Với một cái không gian đường lên cầu thang thì nó cũng rất là gọn gàng, cặp hông cũng phong thủy lắm luôn. Tiếp tục là có những cái bức tranh phong thủy rất là dễ thương đấy. Và cầu thang thì rộng dài 1,2 m, với tay vịn được làm bằng từ gỗ đỏ cao cấp nè. Và 3 tầng lầu, mỗi một tầng lầu thì có 2 phòng, mỗi một phòng đều có nhà vệ sinh ở bên trong á cô chú anh chị ơi. Đây, một căn phòng ngủ thật là lý tưởng, một cái đèn chính giữa rất là sang. Bên trong thì nhà vệ sinh có bồn kính, máy nóng lạnh ha, đầy đủ những thiết bị công năng. Nhìn ra xa là mặt tiền ha, vài cửa cũng rất là chắc chắn, nhôm sofa nè đó. Ở đây thì lại một căn phòng ngủ thứ hai,
quá rộng, với một cái đèn ngủ cũng khá là sang trọng nè. Rồi, và nhà vệ sinh nè. Đó, mình quay cũng rất là chi tiết đó, cô chú anh chị cũng rất là dễ nhìn nữa. Mời cả nhà cùng em lên lầu 2 nhé. Bậc cầu thang tam cấp cũng thấp lắm cả nhà, đi lên đi xuống cũng rất là tiện lợi luôn. Rồi, chúng ta lại tới lầu 2. Cũng có 2 phòng mỗi lầu nha cô chú anh chị. Điện tất cả âm tường, đường ống máy lạnh lắp sẵn. Trần thì có đèn, đường ống máy lạnh bên kia. Bên đây là nhà vệ sinh, quá là tiện lợi ha. Nhà mình ở tới 10 thành viên, cũng rất là thoải mái. Nhà đầy đủ những cái thiết bị công năng tiện ích nhằm phục vụ nhu cầu cần thiết cho gia đình chúng ta. Đây là căn phòng ngủ thứ 2. Đây, bên trong nè, nhà của mình rất là đẹp, phía sau lại có ban công nè ha. Nhìn ra phía sau rồi lại thấy nhà mình có 2 mặt tiền luôn. Đó, nhà thì đông đúc luôn dân cư, nhà to, và khu này thì em bán cho khách nước ngoài rất là nhiều. Những khách mua ở, mua đầu tư. Và những cái khu này thứ nhất đó là nó có cổng bảo vệ cô chú anh chị, nên nó rất là an ninh ha. Nhà vệ sinh nè cũng rất là cao cấp luôn. Và khu đô thị 5 sao là một cái khu phải nói là được rất nhiều khách hàng săn đón và thích mê. Nó đẹp như Phú Mỹ Hưng quận 7, nhưng mà giá thành lại rẻ hơn 50% so với Sài Gòn. Vì ở đây là Long An mới phát triển, sau này nó cũng lên thành phố mà thôi. Nên cô chú anh chị sẽ tranh cái cơ hội trong lúc đang còn rẻ. Em nói thiệt, mình mua ngay tại thời điểm bây giờ nè, giá nó rẻ, sau này mình sẽ chờ tăng giá cô chú anh chị ha. Nếu có tiền tươi đầu tư, quá tuyệt vời luôn. Đây là căn phòng thờ, đầy đủ tiện ích cho gia đình. Và có một cái sân thượng, phía trước chúng ta có thể là trồng những mảng cây xanh cô chú anh chị mình ha. Đây, đó, mảng cây xanh. Và chúng ta nhìn ra xa thì trong khu này nhà to to rất là nhiều luôn nè, đông vui nè. Đẳng cấp 5 sao là đây, 5 sao mãi đỉnh, nhà vẫn đẹp, kiên cố, sang trọng, xây dựng đều có bảo hành nhà. Bên nhà đất Tâm Nguyệt là chuyên đầu tư, có đội ngũ thợ xây dựng bảo hành 1 năm. Khi quý khách trực tiếp liên hệ tại kênh nhà đất Tâm Nguyệt sẽ được giá tốt hơn so với thị trường. Với căn nhà hiện nay, bên em đưa ra một cái mức giá này là giá F0, giá F0 nha. Giá đầu tư 5 tỷ rưỡi, còn thương lượng trả dưới giá là bán. Chỉ cần 2 tỷ nhận nhà, còn lại bao nhiêu ngân hàng cho vay. Quá tuyệt vời, nếu quý khách mình không đủ tài chính thì mình vay ngân hàng. Còn bây giờ thì em khuyên quý cô chú anh chị có tiền mặt mình mua nha. Vay nhiều quá cũng ngán lãi ngân hàng cô chú anh chị ơi. Wow, bên kia là có căn biệt thự kìa. Cô chú anh chị xem thấy thích không? Đây, căn biệt thự quá tuyệt vời luôn. Nhà ở trong này rất là nhiều nha, biệt thự mọc lên rất là nhiều và đường xe rộng rãi chạy tấp nập luôn nè. Và khu vực này ở đây là nó giáp ranh Sài Gòn, gần lắm cô chú anh chị về đây yên tĩnh nè. Và chúng ta sẽ một căn nhà đẹp nè, giá rẻ, chất lượng, xin hãy liên hệ tại nhà đất Tâm Nguyệt để được giá tốt hơn. Xin kính chúc quý khách thật nhiều may mắn và nhiều sức khỏe nha.